Ý thức được sự nổi tiếng của mình, Thanh Nga Vento đã ngay lập tức tranh thủ nhận PR quảng cáo mọi mặt hàng trên Instagram. Thế nhưng một số mặt hàng cứ đá nhau chan chát khiến các post PR của cô nàng trở thành màn táo hài cực mạnh. Thái thị Thanh Nga biệt danh Thanh Nga Bento là một hiện tượng meme trên mạng vô cùng nổi tiếng nhờ video review mực Bento và bánh Nhật. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Thanh Nga Bento. Dù không sở hữu ngoại hình lung linh, xinh đẹp nhưng bù lại cô nàng có cách nói chuyện nhấn nhá hài hước, dùng từ vô cùng dễ thương. Video của Thanh Nga Bento thu hút bởi tính giải trí cực cao. Video RIPV kép khiến cô nàng 15 tuổi có biệt danh Thanh Nga, Bento nổi lên trong một đêm và trở thành côn tiềm năng. Bản đi một thời gian không hoạt động, thánh meme, Thanh Nga Bento tiếp tục tái xuất trên Instagram với hình tượng mới với những cách sừng thả thính cực đỉnh. Nhờ những dòng status thả thính này, Thanh Nga ngày càng được chú ý hơn với lượng follow khủng không thua kém bất cứ côn nào. Và như bao côn khác, cô gái vàng của làng thả thính đã bắt đầu nghĩ đến chuyện nhận quảng cáo kiếm thêm thu nhập, chỉ là các mặt hàng cô nàng nhận đại trà đến mức hài hước, trở lại đầy ngoạn mục với các status thả thính. Chưa biết tỏ tình thế nào thì cứ tìm đến Nga. Trong đó, việc Thanh Nga Bento PR thuốc giảm cân làm nhiều người chết cười, vì thân hình còn hương của cô bé làm giảm hết cả tính thuyết phục. Tuy nhiên, Thanh Nga lại lý luận rằng, ăn Tết xong lại được nghỉ học nên ở nhà nhiều, tặng ký bụng Nga to hơn một tí nên phải giảm cân mọi người. Trước đó, Nga thông báo trên trang Instagram của mình rằng, Nga nhận PR sản phẩm ở đây là quần áo hoặc là sản phẩm trị mụn, hoặc những sản phẩm khác . Và đúng như những gì cô nàng nói, mọi loại sản phẩm đều được PR bất chấp dù chúng có đá nhau chan chát. Video liên quan hiện tại Nga đang nhận PR tất tần tật các sản phẩm. PR thuốc giảm cân với lý do ăn Tết xong tăng ký bụng to, thân hình cò hương, này mà quảng cáo thuốc giảm cân thì hơi thiếu thuyết phục phải không cả nhà. Tuy nhiên, với mật độ quảng cáo dày đặc, có thể thấy Thanh Nga Bento đang là cái tên côn vô cùng hot trên mạng xã hội, được nhiều người kinh doanh online săn đón. Phương Dung, theo thế giới trẻ Let's Blog Ads, oi.